Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội, một trong những đơn vị phân phối những dòng xe ô tô đã qua sử dụng được đánh giá là lớn nhất Việt Nam. Hôm nay thì chúng tôi lại vừa về hàng loạt những mẫu xe ô tô đã qua sử dụng để có thể giúp quý anh chị các bạn lựa chọn những dòng xe ưng ý. Xe đầu tiên thì các bạn có thể thấy thì đây chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động sản xuất năm 2017, tư nhân một chủ từ đầu, và điều đặc biệt hơn nữa là xe được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Xe này máy xăng một cầu số tự động đang chào bán với mức giá là 889 triệu đồng và giá thì có thể thương lượng được. Anh chị em có thể đến với những dòng xe khác, ví dụ như dòng xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn sản xuất năm 2016, tư nhân một chủ từ đầu biển tỉnh các bạn nhé, tư nhân một chủ từ đầu đăng ký với biển tỉnh. Xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá là 715 triệu đồng và giá có thể thương lượng được cũng như hỗ trợ trả góp rất là cao. Xe thứ ba thì chúng ta có thể đến với lại cái dòng xe Mazda 3. Đấy, Mazda 3 sản xuất năm 2017, tư nhân một chủ từ đầu, mới đi được có 42.000 km, tức là 42.000 km các bạn nhé. Xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá là 525 triệu đồng, giá có thể thương lượng được. Chúng ta sẽ vào sâu hơn một chút để có thể trải nghiệm thêm một vài những dòng xe nữa. Xe này thì Toyota Fortuner máy xăng một cầu số động sản xuất năm 2016. Tuy nhiên xe này rất là đẹp và đã được một chú rất là yêu mến dòng xe này đặt cọc rồi. Chúng ta sẽ lấy thêm một dòng nữa. Đây chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng hai cầu số tự động sản xuất năm 2017, tư nhân một chủ từ đầu đăng ký với biển Cao Bằng. Đấy. Và xe này được nhập khẩu nguyên chiếc. So với lại dòng xe một cầu thì Toyota Fortuner dòng xe hai cầu này đã có thêm rất nhiều các trang thiết bị phụ kiện, ví dụ như là cái hệ thống hỗ trợ đổ đèo và có thêm cái cốp điện, được trang bị cốp điện các bạn nhé. Xe này chào bán với mức giá là 895 triệu đồng, giá có thể thương lượng được. Nếu anh chị em nào quan tâm đến mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng nữa thì chúng ta có Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động sản xuất năm 2017, tư nhân một chủ, biển Nam Định, rất là đẹp, biển 18A08828 các bạn nhé, 18A08828. Xe thì đang được chào bán với mức giá rất là hợp lý, chỉ có giá là 888 triệu đồng thôi. Và nếu anh chị em nào quan tâm đến mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu, máy dầu số sàn và rất là mới, thì đây là mẫu xe 2019. Xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá là 925 triệu đồng, giá có thể thương lượng được và hỗ trợ trả góp lên đến 70%. Chỉ cần chuẩn bị 388 triệu đồng là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Anh chị em thân mến, thì chúng ta còn rất nhiều những mẫu xe Toyota Fortuner nữa để có thể phục vụ quý anh chị em và các bạn. Ngay ở cái dòng xe này thì chúng ta có Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động sản xuất năm 2000, máy dầu một cầu số sàn sản xuất năm 2016, đang chào bán với mức giá khá hợp lý là 715 triệu đồng và có thể thương lượng được giá. Các bạn thân mến, thì chúng ta sẽ đến với lại cái mẫu xe màu bạc, cũng là dòng xe Toyota Fortuner. Phải nói rằng là đây là một trong những siêu thị ô tô Bica lớn nhất thủ đô Hà Nội, nên có rất nhiều những cái mẫu xe Toyota Fortuner được bày bán. Đấy. Chúng ta có Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động sản xuất năm 2014, đang chào bán với mức giá khá hợp lý, 585 triệu đồng. Đấy. Giá có thể thương lượng được các bạn nhé, giá có thể thương lượng được. Anh chị em nào đang quan tâm đến những xe đời cao và đặc biệt là những dòng xe rất là hầm hố SUV, thì đây có thể nói rằng là mẫu xe Toyota Ford Everest các bạn nhé, phiên bản 2 cầu số tự động Titanium, bản cao cấp nhất rồi. Không thể có những dòng xe nào cao cấp và nhiều phụ kiện hơn dòng xe này nữa. Đây là dòng xe Ford Everest 2 cầu Titanium 2018, đăng ký 2019, đang chào bán là 1 tỷ 148 triệu đồng các bạn nhé. Chúng ta lại đến với lại cái dòng xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn, thì xe này đã được bán rồi. Đấy. Anh chị em nào quan tâm đến cái mẫu xe thuộc dòng xe gia đình hoặc là dòng xe để giúp quý chị các bạn đi đánh gốp, thì đây là mẫu xe Kia Sedona các bạn nhé. Kia Sedona sản xuất năm 2019, tư nhân một chủ từ đầu. Đấy, tư nhân một chủ từ đầu đang chào bán với giá là 1 tỷ 068 triệu đồng, giá có thể thương lượng được. Anh chị em nào đang quan tâm đến một cái mẫu xe rất là độc và lạ, thì đây là mẫu xe Tiana xuất Mỹ các bạn nhé. Xe nhập Mỹ thì chính xác hơn, xe được sản xuất tại Mỹ và được sản xuất động cơ trên cơ sở động cơ 2.5, xe thì trang bị full công nghệ, đang chào bán với giá có 738 triệu đồng thôi.
một cái mẫu xe anh chị em thân mến, thì một cái mẫu xe rất là hot tại thị trường Việt Nam đây chính là mẫu xe Hyundai Tucson. Xe này sản xuất năm 2019, đăng ký năm 2020, đang chào bán với giá 905 triệu đồng, tiết kiệm khoảng tầm 130 triệu so với việc các bạn sở hữu một cái dòng xe mới. Và nếu anh chị em nào quan tâm đến những cái mẫu xe máy dầu nữa thì hãy cùng chúng tôi đi sâu vào bên trong. Chúng ta có Toyota Fortuner, có Kia Sorento máy dầu sản xuất năm 2015, đăng ký 2016, bản full dầu các bạn nhé, đang chào bán với giá khá là rẻ, 685 triệu đồng, giá có thể thương lượng được. Nếu anh chị em nào đang quan tâm đến cái dòng xe Innova thì đây có Innova Ventura, là dòng cao cấp của mẫu xe Innova số tự động. Chúng ta có giá chào bán với giá 738 triệu đồng, rất là rẻ. Anh chị em nào đang quan tâm đến những mẫu xe siêu lướt thì chúng tôi có VinFast Lux SA sản xuất năm 2020. Sản xuất năm 2020, con này có thể tiết kiệm được khoảng tầm 300 triệu so với việc các bạn sở hữu một cái xe mới. Đấy, 300 triệu so với việc các bạn sở hữu một xe mới các bạn nhé. Xe này chúng tôi đang chào bán với cái mức giá là 1 tỷ 150 triệu đồng. Đấy, và giá có thể thương lượng được, tiết kiệm ngay khoảng tầm 300 triệu so với việc các bạn mua một cái xe mới VinFast Lux SA các bạn nhé. Và đặc biệt hơn nữa thì nếu anh chị em nào đang quan tâm đến những mẫu xe thuộc phân khúc D thì chúng ta có Mazda 6 sản xuất năm 2015. Đấy, và có giá rất là rẻ, nó chỉ tương đương với lại cái phân khúc B ở thời điểm hiện tại. Đấy, giá chỉ khoảng tầm hơn 600 triệu đồng một chút mà thôi các bạn nhé. Hơn 600 triệu đồng. Đấy, nó chỉ tương đương với lại dòng xe Toyota Vios mà các bạn đang xem ở một phía trước. Nếu anh chị em nào đang quan tâm đến cái dòng xe khúc siêu lướt thuộc phân khúc B thì chúng ta có thể đến với lại Toyota Vios phiên bản G, là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Toyota Vios. Đấy. Xe này thì chúng tôi đưa giá có thể thấp hơn so với lại cái việc các bạn mua một xe mới khoảng tầm 120 triệu đồng các bạn nhé. Rồi tiếp tục nữa chúng ta sẽ đến với lại một cái dòng xe, đây chính là mẫu xe Toyota Camry phân khúc D sản xuất năm 2015, và đây là phiên bản rất đặc biệt được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Đấy, xe này tư nhân một chủ từ đầu đang chào bán với mức giá của 738 triệu đồng thôi, chỉ tương đương với một giá lăn bánh của dòng xe phân khúc C mà thôi các bạn nhé. Nếu anh chị nào đang quan tâm đến những mẫu xe đang qua sử dụng thì hãy like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ dành tặng cho anh chị đó một cái phiếu giảm giá trị giá từ 5 đến 15 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của quý chị các bạn. Chúc quý chị các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị các bạn.